nó ăn nó nuốt không. Đây 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 cả nhà, quá đã luôn. Đi cái nhà cá đưa vì cái nhà cá đâu có nhau quá phê rồi. Người dính cây tùm lum la hết trơn cả nhà. Đi cá nè, trời ơi sắp xảy rồi cái nào. Sắp xảy rồi. Trời ơi. Mình bến chào cô chú anh chị và tất cả mọi người nha, cùng đến với Lục Bình miền Tây. Bữa nay thì mình cắm câu cái nhà ơi. Bữa nay mình cắm câu cái vồ nha. Đây mình cắm câu theo chai nhựa nha. Chai nhựa thì mình làm cái phao cả nhà. Đây. Thì mình sử dụng chai nhựa mình uống nước xong rồi mình để lại cả nhà. Rồi xong mình sử dụng nó để cắm câu cái vồ nha, để làm phao. Đây là lưỡi cả nhà. Lưỡi của mình xài lưỡi số 16 nha. Đây. Lưỡi này thì câu cái vồ cả nhà, quá bén luôn lưỡi này. Thì mồi của mình chính là mồi chuối cả nhà nè. Mồi chuối này thì nó vừa luôn cả nhà ơi. Chín mùi luôn cả nhà. Đây mình sử dụng thì 7 chai nhựa. Đây mình cắm khu vực này cả nhà nè. Sông này thì trước nhà mình luôn nha. Sông này trước nhà mình thì mình cắm theo cái lục bình, để như là mình mỗi cái chai thì mình cột vô cái đám lục bình để đừng cho nó trôi cả nhà. Hai ba ngày liên tiếp thì mưa hoài cả nhà ơi. Cả nhà thì sông thì sông này cũng bự nha, đám lục bình thì cũng nhiều nữa. Đây, sông này là sông lớn cho cả nhà nè. Nước thì cũng sâu, thì cá thì nói chung là ụt cũng nhiều nha. Hy vọng là sáng mai có thì mình chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem nha. Thì cá nó ụt cả nhà. Thì nói chung là mồi chuối thì trời mát mẻ, mưa vậy là cái vồ nó ưa lắm. Rồi chừng nào sáng mai mình đi thăm rồi mình chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem nha. Bây giờ mình tranh thủ đi cắm. Rồi hẹn cả nhà mình sáng mai nha. Rồi cả nhà ơi, hiện tại sáng rồi. Rồi bây giờ mình mời cả nhà mình cùng đi thăm câu cái vồ với mình nha. Đây cái đầu tiên thấy dây cái nhà nè. Dây quá thẳng luôn. Không biết còn cá không nữa cả nhà. Còn không nữa. Dây tuốt mình đắng luôn. Biết còn không? Cái đầu tiên còn cái trời. Ý còn cái nhà ơi, còn cá. Còn. Quá đã rồi. Còn cá cái nhà ơi. Còn nhúc nhích. Đây. Đây cá đầu tiên cái nhà ơi, bự. Đây kia nha. Đây trời ơi. Nó lôi kìa.
Trời mưa mưa nó lạnh lạnh, ví dụ nó hàng ăn chuối dữ lắm cả nhà. Này nó ăn nó nuốt không, đầy 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 cả nhà, quá đã rồi. Cỡ 1 ký mấy. Lên. Em đầu tiên. Đi cái nhà em đầu tiên nha. Con đầu tiên với anh đây quá bự còn ký ký mấy ký rưỡi nữa nha, quá đã rồi. Mình móc mồi lại nha, mình đi thăm tiếp nữa nha. Rồi cái thứ hai cái nhà ơi, có cá không đó. Thì chỗ này ta làm lộ mở rộng cái nha. Rồi rồi mất tiêu cái phao nữa rồi. Rồi nó lôi vô trong cái nhau, nó lôi vô trong phao mình tuốt đẳng ra cả nhà. Chứ còn cá không, nó vô trong rồi. Rồi dịch cư thắt rồi vẫn cứ ngắt luôn cả nhà. Ấy dồi, còn cá không á. Dính cứng quá cả nhà ơi, nó lôi vô cái lực bệnh á. Dày rồi nha. Ủa dính cây cái nhà ơi. Ồ cây. Dính cây cái nhau. Ồ cây quá trời cây, dính một đống chà ở dưới nè. Ôi giọng là còn cá cái nhờ. Ý còn còn cái nhậu. Ô, mình thấy nó giật 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 cái nhà ơi, còn mình thấy nó giật giật ở đây nè, còn cá cái nhà ơi. Mình đi đóng trà, đóng trà. Ui dây mất, dây mất tiêu. Đây 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 đây. Rồi cá đâu? Ủa cá bự cái nào ơi. Đó 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 đó, cái đậu đó đó. Wow. Đừng sảy nha. Đi cái nhà cá đi. Đi cái nhà cá được cái nhau. Quá phê. Người dính cây tùm lum la hết trơn cả nhà. Đây cá nè, trời ơi sắp sảy rồi cái nào. Sắp sảy rồi.
Trời ơi, chưa kịp nắm đuôi nữa. Trời ơi, trời ơi. Thì cả nhà hết hồn chưa? Quá phê rồi. Đây. Đây cái nhà. Quá đã rồi. Đây cái nhà. Đây cái nhà ơi, được hai con rồi nha. Đây. Hai căn đầu tiên hai con luôn đó nha. Quá đã luôn. Rồi giờ mình tiếp tục nha. Rồi cái thứ ba cái nhà ơi. Hai cần này dính được hai con đó nha. Còn kia ký mấy? Còn kia thì gần 2 ký nha. Nói chung là mùa mưa thế này là cắm câu cái vô là ngon lắm cả nhà. Cái này chắc chết rồi. Không thấy kéo cả nhà. Bị có không? Một là hết mồi. Rồi chắc hết mồi. Ô còn mồi luôn cả nhà ơi. Đây mồi của nó nè. Đây. Còn mồi nha. Mình để lại. Nhưng là chiều chiều mình thay mồi nữa thì mình đi thăm nữa cả nhà. Đây, mời cả nhà mình tiếp tục nha. Đây sông lớn lắm cả nhà nè. Sông chảy dài rất là dài. Đây cả nhà ơi. Mình thấy dây ở đây cặn thêm một dây nữa nè cả nhà. Đây. Đó. Phao thì không biết mà đi đâu. Ô phao bên đây cả nhà ơi. Không biết còn cá không nữa. Ủa? Rồi xong phim luôn cái nhà ơi, đứt dây luôn rồi. Tới nhà nè. Nè. Trời ơi, đứt dây luôn trời. Khủng khiếp thiệt. Trời ơi, cá đây chắc bự lắm nè. Dây này mà vẫn đứt cả nhau. Bó tay luôn. Đây cái nhà. Còn có một bên một à. Đây nè, đứt luôn nè. Ồ. Bó tay luôn. Quá xui luôn cả nhà. Xảy hết con rồi. Con này chắc cũng bự lắm nè, mới quẩn cỡ này cả nhà nè. Dây cỡ này nè. Rồi. Xảy hết con uống luôn cả. Đây chỗ này thì nám được bình không cả nhà nè. Ôi xảy lên con quá trời. Rồi còn cái cuối cùng cả nhà ơi. Đây mình thăm đi thăm cái cuối cùng. Rồi mình thu hoạch cho cả nhà mình cùng xem nha. Rồi mình đi thăm điểm cuối cùng cả nhà ơi. Quá trời tiếc luôn. Nãy
bị sảy hết con, bị đứt dây hết con cái nhà, đứt dây luôn, đứt dây ngang luôn cái nhà. Đồ bên đây vẫn căng cái nhà ơi, hy vọng là còn nha. Đây miếng phao ở đâu, ồ phao ở trong rồi, sảy quá, không có căng, căng dừa. Ô còn cá cả nhà ơi, quá đã luôn cả nhà ơi, mình tưởng không có chứ, chắc nhỏ, hồi nãy xảy hết con bự cả nhà, chắc bự, nó khứa cái miệng chai này nè, nó khứa đứt luôn, wow, đi, cái cuối cùng vẫn còn nha. Bự không? Dính cỏ cái nhà. Đây nó rồi. Trời ơi lôi mạnh ghê trời. Lội mạnh quá cả nhà. Đó, ô nhỏ. Dừa. Trời ơi. Mình có một tay à. Tại mình có đi có một mình thế nè. Mấy người em thì đi làm hết trơn. Đây. Dừa cả nhà ơi. Không có bự luôn á. Ừ. Nhỏ nhưng mà có vỏ. Đây. Đây cái nhà. Cỡ 800 g. À mùi chuối thì nói chung là cái vỏ nó ưa lắm cả nhà. Nãy nó hồng là được 4 con rồi nha, xảy hết con, chắc con nó bự lắm cái nhỏ. Rồi chút xíu nữa mình đi về mình thu hoạch cho cái nhà mình cùng xem nha. Đây cái nhà hiện tại mình đã về nha, đây mình thu hoạch cho cái nhà mình cùng xem nha. Đây nó mình được có 3 con à. Bị đứt dây hết một cần nữa nha, nếu không là dính nữa cái nhà, chắc đứt dây chắc con còn chắc cỡ 2 ký mấy hoặc là 3 ký. Này con này bự nhất cái nhà này, quá trời bự luôn. Cỡ 5-6 ký à. Này còn sống không cái nhà nè, còn sống nha, chứ không có con nào chết chứ. Uống về xảy hết một cần là 4 con cái nhà. Thì mình cắm được có 8 cần mà dính 3 con à, mình sảy hết một cần mình đứt dây cái nhà. Nếu không là được 4 con cái nhà. Một con này là bự nhất bằng tay của mình, mà bự hơn bằng tay của mình. Rồi bây giờ mình xin kết thúc video tại đây luôn nhé. Rồi cô chú anh chị nào quý mến mình cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký luôn cả nhà. Rồi hẹn cả nhà mình video tiếp theo nha. Rồi bye bye.